Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Vậy là một năm đồng hành với series Osama Sentai King Ultra đã kết thúc. Có thể nói, phần phim đầy đột phá, đổi mới, đầu tư, tâm huyết này đã đem tới một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ trong lòng khán giả. Xứng đáng được ghi danh vào những phần phim Super Sentai đáng nhớ nhất, đưa dòng phim này một lần nữa lên đỉnh xã hội. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu và đánh giá chi tiết phần phim này nhé. Trước tiên vẫn sẽ là những thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim. Osama Sentai King Ultra là series Super Sentai thứ 47 của chuỗi phim, phát sóng từ ngày 5 tháng 3 năm 2023 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024 trên kênh TV Asahi. Phim có tổng thời lượng 50 tập do Minato Takano viết kịch bản, Kazuya Kamihoriochi làm đạo diễn chính. Giờ chúng ta cùng nhau đánh giá cốt truyện của phim nhé. Osama Sentai King Ultra chia ra làm 2 season. Mùa đầu tiên xoay quanh trận chiến của nhóm King Ultra với giống loài Bang Naraku, trỗi dậy sau 2.000 năm, đem tai họa tới cho nhân loại. Đồng thời là cuộc đấu vương quyền giữa hai anh em trong dòng tộc Shugotome. Mùa 2 của phim là cuộc đối đầu của nhóm chiến đội với mối đe dọa đáng sợ tới từ ngoài không gian, vũ trùng vương Dr. Dujardin và vũ trùng ngũ đạo hóa. Nguy cơ diệt vong trái đất đang cận kề. Tuy là lần đầu tiên thử sức dưới vai trò biên kịch chính cho một bộ phim Super Sentai, nhưng Minato Takano đã làm vô cùng tốt nhiệm vụ của mình và đem đến một bộ phim rất mạch lạc, hấp dẫn, lôi cuốn và giàu cảm xúc. Với mùa 1 của phim, ngoài trận chiến của những vị vua với phe phản diện Bang Naraku, ta được theo dõi cuộc đấu tranh giành vương quyền giữa hai anh em Gira Hasti và Rakles Hasti. Khi Rakles coi dân như công cụ, bành trướng tiềm lực quân sự, muốn thâu tóm, chinh phạt các quốc gia khác. Còn Gira không chấp nhận thứ chính nghĩa giả tạo mà Rakles đang theo đuổi, muốn lật đổ anh trai mình và trở thành vị vua xứng đáng của Shugotome, bảo vệ cho người dân vô tội. Do đó, mùa 1 của phim cho ta thấy hành trình phát triển khá rõ nét của nhân vật Gira khi tiếp xúc và học hỏi từ những vị vua khác, trải nghiệm bản sắc văn hóa của từng vương quốc mà cậu đặt chân tới, kinh qua nhiều trận chiến khốc liệt cùng với những người đồng đội để dần hoàn thiện mình hơn và đủ tư cách kế thừa vương quyền. Mùa phim còn đem tới những cuộc đấu khẩu, đấu trí vô cùng đặc sắc giữa Kaguragi và Rakres, hai nhân vật bí ẩn, nhiều toan tính, ăn miếng trả miếng nhau đầy gay cấn. Ngoài ra, khi phần 1 dần đi tới hồi kết, ta còn được đào sâu vào câu chuyện của Bang Naraku về những góc khuất và nỗi bất hạnh họ phải chịu đựng khi nhận điều tiếng xấu, mang danh những kẻ gây họa cho nhân loại, để ta hiểu và đồng cảm hơn cho số phận của những sinh vật khốn khổ phải sống ở dưới hang cùng ngõ hẹp của trái đất. Thêm vào đó, mùa 1 của phim cũng gây dấu ấn mạnh mẽ bởi những tập debut các hình dạng hợp thể của King Ultra như tập 1, tập 10, tập 23, tập 25 đều được làm vô cùng chỉn chu, hoành tráng, giàu cao trào, đem tới cảm xúc phấn khích và ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Bước sang mùa 2, King Ultra dần hé lộ những sự thật đằng sau những bí ẩn xuyên suốt 2.000 năm, đồng thời đem tới một mối họa lớn hơn Bang Naraku rất nhiều, đó là thực thể toàn năng tới từ ngoài không gian, vũ trùng vương Dr. Dujardin, kẻ đã chinh phạt và phá hủy không biết bao nhiêu hành tinh chỉ để thỏa mãn thú vui. Ngay ở cảnh mở màn đầu tiên khi bước sang mùa 2, ta đã được chứng kiến thực lực đáng sợ của phe phản diện khi chúng hoàn toàn đả bại vua Jeremy và quân đoàn Bang Naraku. Dr. Dujardin là kẻ bất tử, toàn năng, là đường sáng thế của toàn bộ dạng sinh vật côn trùng. Hắn có thể tùy ý điều khiển Shugot, dễ dàng hủy diệt trái đất chỉ bằng những cú phẩy tay. Đi theo phụng sự còn là vũ trùng ngũ đạo hóa, năm tên tùy tùng với thực lực chiến đấu đáng sợ, đem đến thách thức lớn hơn bao giờ hết cho các vị vua và cả trái đất. Cao trào trong mùa 2 của phim tới từ những lần các vị vua phải vượt qua giới hạn của bản thân, đồng lòng với nhau để vượt qua thế lực hoàn toàn áp đảo. Ngoài ra, càng về sau này, những kế hoạch, toan tính của Rakles Hasti khi sắm vai vị vua tàn ác nhất lịch sử dần được hé lộ. Một kế hoạch tỉ mỉ, kiên nhẫn để đạt được thứ sức mạnh đủ tiêu diệt kẻ bất tử như Dr. Dujardin, đem tới cho khán giả một trải nghiệm rất đáng nhớ, đầy phấn khích và giàu cảm xúc. King Ultra được fan gọi vui là series có rất nhiều tập cuối, chính bởi những cao trào, nút thắt, những tận cùng trong xúc cảm mà từng tập phim đem tới. Phim gần như không có tập filler, với mạch truyện chặt chẽ, lôi cuốn, nhiều dấu hỏi, nhiều bí ẩn. Thậm chí, ngay cả hai tập spin-off về Kill Ruger trên ngang phim cũng được đảm bảo chất lượng khá tốt, khiến phong độ phim được duy trì ổn định, đồng thời cài cắm thêm các tình tiết cho mạch truyện chính. Bám sát với huyền thoại về sức mạnh kỳ tích từng đánh đuổi Bang Naraku trong quá khứ, phim đã biến danh xưng King Ultra trở thành một hình tượng sử thi, đại diện cho thánh thần khi lấy tên thủ hộ thần làm tên của chiến đội, đồng thời luôn hướng câu chuyện vào cả những vị vua, Shugot của họ lẫn cỗ máy King Ultra. Chính thứ sức mạnh kỳ tích ấy đã giúp những người trần mắt thịt vượt qua cái lý của nhân gian, vượt qua đấng toàn năng thống trị vũ trụ. Là một người chưa từng xem Super Sentai, và đây là bộ Sentai đầu tiên do biên kịch Minato viết chính, đồng thời được lấy cảm hứng rất nhiều từ các manga shonen, có thể nói vị biên kịch đã rất sáng suốt khi chia phim ra thành hai mùa, bởi những series có thời lượng khoảng 50 tập như Super Sentai hay Kamen Rider
rất khó để biên kịch có thể giữ nhịp độ và cao trào phim được xuyên suốt, ổn định. Nên việc chia phim ra làm hai phần, giảm đi thời lượng và tần suất của các trận đánh mecha, thì biên kịch Minato có thể gói gọn, đem tới những tình tiết, cao trào cho phim và xử lý nó khéo léo chỉ trong khoảng 25 tập, đem tới hiệu quả cao hơn. Phim giải quyết gần như toàn bộ những bí ẩn, nút thắt được đưa vào, không bỏ quên, bỏ ngỏ bất kỳ điều gì. Không chỉ triển khai tốt hai mùa phim, mà những tập kết của King Ultra cũng đem tới nhiều cao trào, dấu ấn khó phai khi toàn dân, toàn quân, thậm chí là cả những cựu vương đã khuất cũng quay trở lại để đối đầu với quân đoàn của Dr. Dujardin, quyết tâm bảo vệ cho trái đất. Thêm vào đó là những phân cảnh đậm chất sử thi, đẹp tới nao lòng, phần nào cho ta cảm giác như đang xem Avengers Endgame vậy. Tiệu chung lại, King Ultra là series có cốt truyện lôi cuốn, mạch lạc, chặt chẽ, giàu cảm xúc. Biên kịch Minato đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tuyến nhân vật của phim nhé. Đầu tiên phải nói, dàn nhân vật trong King Ultra được xây dựng vô cùng tốt từ chính tới phụ. Không chỉ những vị vua mà cả cận vệ của họ lẫn những thần dân của từng đất nước đều có những vai trò cụ thể, có thời lượng để tập trung khai thác, tạo dấu ấn và thiện cảm trong lòng khán giả. Song vì thời lượng của clip có hạn, chúng mình chỉ điểm mặt những nhân vật trung tâm mà thôi. Cho những bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về tuyến nhân vật đồ sộ của phim, các bạn có thể tìm xem lại clip đánh giá diễn xuất trong King Ultra mà chúng mình đã từng thực hiện nhé. Đầu tiên là tà ác vương Ghidahasti Kuagata Ultra. Ghida là đứa con kỳ tích được Dr. Dujardin ban tặng cho gia tộc Hasti. Cha của cậu, Calcius Hasti, muốn lợi dụng để biến cậu thành công cụ chống lại vũ trùng vương sau này, nên đã sai Rakles nghiền nhỏ Kuagata Shugoso cho Ghida ăn. Ngược lại, Dr. Dujardin cũng muốn biến Ghida thành thứ công cụ thây ma như Glody Leucodium, giúp hắn ta dọn dẹp sạch sẽ từng cá thể trên trái đất. Vì mang DNA của vũ trùng vương, nên Ghida sở hữu năng lực bất tử. Để bảo vệ Ghida, Rakles đã trục xuất em trai ra khỏi hoàng tộc, gửi tới một trại trẻ mồ côi nhằm che giấu tung tích khỏi vũ trùng vương. Vào thời điểm những sự kiện trong phim diễn ra, Ghida chứng kiến sự thờ ơ của Rakles trước mối nguy của bách tính. Cậu đã vùng lên trở thành tà ác vương, thế lực đối trọng cho thứ chính nghĩa giả tạo mà Rakles đang theo đuổi. Sở hữu năng lực giao tiếp và điều khiển được Sugoth, Ghida trở thành con át chủ bài được những vị vua nhắm tới để đối chọi với Rakles và Bagnaraku. Bất đắc dĩ bị đưa tới bốn vương quốc, Ghida trải nghiệm bản sắc văn hóa từng vùng, đồng thời học hỏi khí chất, phong thái vương giả từ những vị vua đồng đội. Tuy tính cách có phần bốc đồng, ngây ngô, nhưng Ghida lại khá hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người và cả Sugoth, mặc dù cậu không giỏi phán đoán tình huống. Kế đến là quốc vương trí tuệ Janmagas Tombo Ogre, tổng trưởng vương quốc công nghệ Enkosopa. Sau đại họa cơn thịnh nộ của thần 17 năm trước, Janma gặp được ông lão Gin, được ông hướng dẫn sử dụng máy tính và tiếp cận với công nghệ. Sự bất khuất, không từ bỏ trước nghịch cảnh, luôn hướng tới tương lai đầy phát triển của Janma đã giúp anh kết thân được với nhóm giang hồ lúc bấy giờ gồm Shiokara, Akka, Usuba và Mayuta. Và rồi, từ một thợ máy ở khu ổ chuột, bằng trí lực và nghị lực của bản thân, anh đã phục hưng Enkosopa từ đống tro tàn, từ một nhà thầu phụ của Sugoth Dome phất lên thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Janmagas mang trong mình sự rắn giỏi, quyết đoán, gan lì, ý chí lãnh đạo, trí tuệ sắc bén cùng một chút láu cá, tinh nghịch. Đặc biệt nhất, Yama là người có cái tôi và lòng kiêu hãnh vô cùng cao, không bao giờ chịu nhún nhường, cúi đầu, xù nịnh bất kỳ ai. Anh cũng là nhân tố then chốt đưa tới những giải pháp thích đáng giúp nhóm King Ultra vượt qua tình thế bất lợi, với một số thành tích đáng kể tới như khôi phục hoạt động cho tòa thành Caucasus Kabuto, mở khóa hình dạng God King Ultra, lăng nha nhất thiểm hay siêu tuyệt nộ đào cứu cực hoàn thiện thể King Ultra. Anh cũng chính là người đã chế tạo ra King's Weapon, cải tiến Ultra Caliber, thiết lập công nghệ vận hành Sugoth bằng điện tử. Tiếp theo là nữ vương lộng lẫy Himenoran, Kamakiri Ultra. Một cô gái kiêu kỳ, hồn nhiên, thẳng thắn, say mê cái đẹp và sự cao quý, với cái tôi ngút trời, đồng thời là nữ vương trẻ tuổi mang trong mình nhiều vết sẹo quá khứ. Trong cơn thịnh nộ của thần 17 năm trước, cha mẹ cô đã bị Glody sát hại trong lúc đi chữa trị cho thần dân. Mồ côi cha mẹ từ sớm, Himeno đã mạnh mẽ đối diện với mất mát đau thương, trở thành vị nữ vương xứng đáng, cao quý, dựng xây, vun đắp nên dáng hình một Ishabana hoa lệ, lộng lẫy, lo cho người dân đời sống sung túc, đủ đầy. Tuy sở hữu một cái tôi thái quá, nhưng Himeno đặc biệt yêu quý đất nước và thần dân của mình. Cô luôn bảo vệ, che chở cho dân chúng bằng mọi giá, không muốn giao sinh mạng của họ cho bất kỳ ai. Dưới thời cai trị của Himenoran, Ishabana đã đạt những thành tựu, phát triển nổi bật trong lĩnh vực y tế và nghệ thuật.
nối tiếp là quốc vương kiên định, kiêm chánh án tối cao tại đất nước băng giá Kokka, Rita Kaniska, Papillon Auger. Vị này là một người rất kiên định, chính trực, nguyên tắc, lạnh lùng. Vì muốn giữ sự trung lập tuyệt đối, Rita rất ít khi bộc lộ cảm xúc trong đám đông, hạn chế giao thiệp, kết thân với người khác, tránh để cảm xúc lấn át những phán quyết. Xong, khi co mình về không gian riêng, vị này trở thành đứa trẻ hướng nội, khép mình, mê gấu bông, thích xem phim hoạt hình, cụ thể là mô phương. Mỗi khi gặp căng thẳng, Rita thường hét lớn để giải tỏa stress. Khi xưa, Rita là cận thần của quốc vương tiền nhiệm Karas Dehan, được bà truyền cho bí thuật phong ấn băng, dùng để trừng trị những kẻ tội phạm không thể bị xét xử bằng luật pháp. Sau này, Rita thành công với bản sự thật sau sự kiện cơn thịnh nộ của thần, giúp Himeno tìm ra chân tướng hung thủ đã sát hại cha mẹ mình. Từ đó, giữa Himeno và Rita nảy sinh mối quan hệ thân thiết, gắn kết. Tiếp đến là vương thượng bội thù, quốc chúa Kaguragi Dibowski, Hachi Auger, vua của đất nước nông nghiệp Tofu. Kaguragi là một vị vua đãi bôi, lươn lẹo, thảo mai, sống chết vì lợi ích quốc gia. Chỉ cần là vì đất nước, vì thần dân, Kaguragi sẽ không từ mưu hèn kế bẩn, lừa lọc, phản bội, sẵn sàng nhúng tay xuống bùn chỉ để bách tính được đời đời ấm no. Kaguragi có nội tâm rất phức tạp, khó đoán, luôn mưu tính và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Cũng vì đau đáu cho đất nước và thần dân, nên Kaguragi dành sự nể trọng và thấu cảm đặc biệt cho Gira, luôn đặt niềm tin rằng cậu sẽ giúp anh lật đổ ách thống trị của Rakles, đem lại một bộ mặt hưng thịnh và vị thế mới cho quốc gia nông nghiệp Tofu. Kaguragi xuất thân từ tầng lớp nông dân, nhưng được quốc vương tiền nhiệm Iroki để mắt, chỉ dạy cho con đường làm vua. Trong sự kiện cơn thịnh nộ của thần 17 năm trước, toàn bộ gạo ở Tofu đã bị tẩm độc. Iroki phải sắm vai kẻ ác, độc chiếm gạo của nhân dân, tránh làm ô nhục thanh danh của đất nước nông nghiệp Tofu. Kaguragi bất đắc dĩ phải trở thành vua sau sự hy sinh của Iroki. Sau này, anh gửi em gái mình là Suzume sang làm thê thiếp của Rakles, đổi lấy hợp đồng sử dụng Demishukot, canh tác đất nông nghiệp Tofu. Vì bị Rakles nắm thóp, anh buộc phải tỏ vẻ trung thành, phụng sự dưới trướng Sukotom. Xong, Kaguragi cũng ngấm ngầm tìm kiếm sơ hở của Rakles, đem lợi thế về cho Gira và nhóm King Auger. Sau này, khi đã tỏ tường kế hoạch của Rakles, Kaguragi đã cùng phối hợp để diễn màn kịch qua mắt vũ trùng vương, giúp cho Rakles nhận lãnh thứ sức mạnh tiêu diệt kẻ bất tử. Cuối cùng trong nhóm chiến đội là vị vua khe nứt Jeremy Brashieri, Spider Kumonos, là một nhân vật lập dị, khoái văn chương, thích cài cắm ẩn ý và đã sống qua hai thiên niên kỷ dài đằng đẵng. Jeremy có cách giao tiếp không giống ai, khó hòa nhập cộng đồng. Anh là kết tinh từ tình yêu của vị anh hùng King Auger thứ 6 từng đánh đuổi băng Naraku 2000 năm trước với người vợ thuộc giống loài này. Do đó, cả gia đình phải chịu sự phỉ nhổ, xua đuổi của cả hai tộc, buộc phải sống trong khe sâu của đất nước băng giá Gokkan. Để che giấu thân phận cho con trai, cha của Jeremy đã biến Kumono Slayer thành mặt nạ phong ấn gương mặt của anh. Giai đoạn sau đó, mẹ của Jeremy cũng mất khi bảo vệ anh khỏi đám Banaraku. Mang trong mình sự sống bất tử từ chứng nhận vương giả, Jeremy sống suốt 2000 năm dài, ghi chép lại lịch sử nhân loại, đồng thời tìm cách mở phong ấn mặt nạ, trở thành vị vua tự xưng, thống nhất con người và Bắc Naraku. Sau này, nhận ra sai lầm trong cách hành văn của bản thân đã vô tình đem tiếng xấu và hàng thiên niên kỷ khổ đau cho giống loài Banaraku. Jeremy đã tìm cách chuộc lỗi, trở thành vua của đất nước Banaraku. Bước đầu hình thành cầu nối xóa nhà ranh giới giữa các chủng tộc, giống loài, tay nắm tay nhau cùng hướng tới tương lai tốt đẹp. Về giai đoạn cuối phim, Jeremy từ bỏ năng lực bất tử, muốn trở thành ông lão và già đi cùng những người đồng đội King Auger. Kế đến, không thể không nhắc tới vị vua tàn ác nhất trong lịch sử Sukotom, Rakles Hasti, Okuagata Auger. Rakles từ nhỏ đã được chứng kiến sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Dr. Dujardin. Anh bị buộc phải phớt lờ trước sự hy sinh của thần dân trong sự kiện cơn thịnh nộ của thần 17 năm trước. Khi đó, Rakles đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tiêu diệt được vũ trùng vương, giải phóng cho nhân loại khỏi ách thống trị, dù cho có phải sa ngã bản thân tới mức nào đi chăng nữa. Nhận thấy tiềm năng phi thường mà Gira sở hữu, Rakles tự biến mình thành vị vua tà trí bạo ngược, thúc đẩy cho Gira ngày một mạnh hơn, quyết tâm hơn, mãnh liệt hơn, đồng thời ngấm ngầm cung cấp cho cậu những khí tài, trang bị cần thiết để đủ sức đối chọi lại vũ trùng vương. Song, kế hoạch của Rakles nhiều lần bị chen ngang, phá vỡ bởi chính Gira và Kaguragi. Nhưng sau cùng, Rakles cũng lấy lòng được Dr. Dujardin, được hắn ban cho sức mạnh tiêu diệt kẻ bất tử, thứ sau này được Janma tích hợp vào tất cả các thanh Auger Caliber lẫn Kumono Slayer, là chìa khóa quan trọng giúp nhóm chiến đội đả bại được vũ trùng vương. Bản chất Rakles là người tốt, muốn trở thành vị vua lý tưởng, bảo vệ, che chở cho thần dân. Song, bị hoàn cảnh ép buộc phải trở thành kẻ độc tài để chiều ý vũ trùng vương,
hòng bí mật tìm ra sơ hở của hắn, giúp nhân loại có cơ hội lật ngược thế cờ. Đây là một nhân vật rất thú vị và có chiều sâu. Giờ mình sẽ nhận xét về hai phản diện chính của hai mùa phim King Ultra. Với mùa 1, kẻ phản diện trung tâm là Nại Lạc Vương Desnaraku Đệ Bát, thủ lĩnh của quân đoàn Banaraku, giống loài khi xưa từng bị 6 vị vua đánh đuổi 2000 năm trước. Đúng như lời tương truyền, chúng đã quay trở lại, đem mối họa diệt vong tới cho nhân loại. Desnaraku khi sinh ra đã gánh trên đầu nỗi oan của cả giống loài, không biết vì sao bị xua đuổi và phải sống chui lủi dưới lòng đất. Do đó, hắn rất căm hận loài người. Trước tiên hết, muốn tìm cách tiêu diệt nhân loại. Nhưng sau liên tiếp những lần thất bại trước King Ultra, hắn đi tới cách cực đoan hơn là hy sinh bản thân để hủy diệt cả trái đất. Jeremy hiểu được sai lầm của bản thân, đã tìm cách giúp Desnaraku quay đầu, cùng Gira tạ lỗi về hắn để giúp hắn nguôi ngoai cơn giận. Song trong giây phút sơ hở, hắn đã bị Kamejimu đánh lén và nhận đòn chí mạng từ Vũ Trùng Vương. Desnaraku là kẻ phản diện có chiều sâu, có thể khiến khán giả đồng cảm vì bản chất hắn vẫn tốt, muốn bảo vệ cho những sinh linh bé nhỏ, nhưng phải sống trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt, đầy dẫy cạnh tranh, buộc hắn phải gồng mình lên để chiến đấu. Kẻ phản diện trung tâm của mùa 2 là Vũ Trùng Vương Dr. Dujardin, kẻ toàn năng, đấng tạo hóa của các dạng sống hình côn trùng. Khác với Desnaraku chỉ nhỉnh hơn nhóm King Ultra một chút về thực lực chiến đấu, Dr. Dujardin và đám vũ trùng ngũ đạo hóa đi theo phó tá hắn thì thực sự áp đảo hoàn toàn những vị vua, với khả năng chiến đấu, hủy diệt kinh hoàng, vượt xa khả năng thông thường của con người. Dr. Dujardin là kẻ độc tài vũ trụ điên loạn, coi sinh mạng con người và những hành tinh hắn chinh phạt chỉ như con tốt trên bàn cờ, giúp hắn mua vui, giải trí, tiêu khiển để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Do đó, Dr. Dujardin không trực tiếp hủy diệt hành tinh, hắn cùng những tên cận vệ gieo rắc nỗi kinh hoàng, sợ hãi, nghi kỵ, mâu thuẫn để các sinh vật nơi hành tinh ấy tự đấu đá, diệt vong lẫn nhau. Có thể nói, việc nhóm King Ultra muốn vùng lên đối chọi với Vũ Trùng Vương như là châu chấu đá xe vậy. Vì theo lẽ thông thường, những đòn tấn công của họ chẳng thể làm tổn hại cho hắn dù chỉ là một vết chầy. Đứng trước thế lực phản diện khủng khiếp, cái ác tuyệt đối, kẻ toàn năng đáng sợ tới mức như vậy, tất cả những tình tiết trong phim và cả giới hạn của con người nói chung và những vị vua nói riêng được đẩy lên tới đỉnh điểm, tới cao trào, khiến khán giả luôn phải tò mò dõi theo từng tập phim xem liệu những vị vua sẽ hạ Vũ Trùng Vương bằng cách nào. Có rất nhiều nhân vật trong King Ultra mà chúng mình không thể nhận xét hết, nhưng nhìn chung, hầu hết các nhân vật từ chính tới phụ đều có bản sắc riêng, được tạo dấu ấn vô cùng tốt và được khai thác một cách đúng mực, gần như không có ai bị bỏ quên. Đây là một ưu điểm nữa mà biên kịch Minato đã làm rất tốt. Giờ mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc của phim. King Ultra không chỉ ghi dấu ấn ở cốt truyện, nhân vật, mà nhạc phim cũng là điểm sáng không thể bỏ qua. Từ opening, theme song, character song tới các bài background music của phim đều được biên soạn chỉnh chu, tâm huyết, nghe vô cùng bắt tai, phù hợp với tình huống của phim. Đặc biệt, vì phim xoay quanh 6 vương quốc riêng biệt, nên nhạc nền ở mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng trong cách đi giai điệu, sử dụng nhạc cụ, nhịp độ, tiết tấu. Bước sang mùa 2, 6 vương quốc cũng được biên soạn với theme song đặc trưng mới. Một vài ca khúc vô cùng ấn tượng trong phim phải kể đến là Inferno, Ignorantia Juris Nocet, Utageja Oja, hay những bản background music ấn tượng như Oresamaga Sekai o Shihaisuru, Jerami no Ketsui. Cho những bạn quan tâm, các bạn nên tìm xem Osama Sentai King Ultra Music Collection Vol 1 và Vol 3 để thưởng thức những bản BGM bắt tai, lôi cuốn của phim nhé. Sau cùng là phần hành động và kỹ xảo của phim. King Ultra có nhiều đạo diễn cùng tham gia quá trình sản xuất, đa phần đều có thực lực quay các phân cảnh hành động, nên cảnh chiến đấu trong King Ultra nhìn chung khá đẹp mắt. Mỗi vị vua đều được khắc họa một bộ kỹ năng chiến đấu riêng biệt, không hề bị nhầm lẫn, như Gira đầy bản năng, thiên về tính ứng biến, Yanma thiên về xạ chiến, Himeno linh hoạt, uyển chuyển, động tác ra đòn đẹp mắt, Rita vững chãi, lăn xả, kỹ thuật, Kaguragi đầy uy lực, mang sức nặng trong từng thắt chém, Jerami nhanh nhẹn, dứt khoát, kết hợp nhào lộn, đu tơ, cận chiến, xạ chiến. Một số tập phim nhất định có cảnh chiến đấu vô cùng đẹp mắt có thể kể tới như tập 8, tập 10, tập 20, tập 29, tập 33, vân vân. Phần kỹ xảo có lẽ là nét đặc trưng nổi bật của King Ultra khi hầu hết các cảnh quay trong phim đều sử dụng tới phông xanh hoặc tường LED, tạo nên một thế giới giả tưởng vô cùng chân thực. Ekip làm phim đã đầu tư rất nhiều tâm huyết để tạo dựng cảnh quan cho 6 vương quốc, tạo nên một trái đất viễn tưởng rất thú vị. Phần kỹ xảo trong các pha ra đòn hay những phân cảnh chiến đấu bằng Chugot, Gatai được chăm chút rất tỉ mỉ, đẹp mắt, không có hiện tượng sấp ngửa về chất lượng như hồi Dome Brothers. Và ở thời điểm trước, Zenkaiser và Dome Brothers đã có một số trận đánh mecha trên phông xanh hoặc tường LED để thử nghiệm cho dự án King Ultra này.
phần kỳ phong vẫn là điểm yếu của phim. Nhưng theo hình ảnh hậu trường được công bố, Toei sử dụng trí tuệ nhân tạo để kỳ phong tách nền tự động, nên những sai sót, kém thẩm mỹ của phim là điều không thể tránh khỏi. Về công đoạn sản xuất, tiên kỳ, hậu kỳ của series này, chúng mình sẽ có những video riêng để giới thiệu chi tiết hơn tới cho các bạn. Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định, song đối với một series dài tập chiếu hàng tuần, chất lượng hình ảnh của King Ultra đã khá được chú trọng đầu tư và tạo được dấu ấn đậm nét. Trên đây là bài đánh giá của nhóm chúng mình về series Osama Sentai King Ultra, một bộ phim có thể nói là vô cùng tuyệt vời, chỉn chu, đáng nhớ, xứng đáng nằm trong top những bộ Super Sentai hay nhất từng được sản xuất. Phim đã luôn chiếm sóng top trending Twitter mỗi chủ nhật hàng tuần và đạt top 3 từ khóa thịnh hành trên Internet của Nhật Bản vào năm 2023, tạo một làn sóng truyền thông vô cùng tốt ở cả nội địa xứ sở mặt trời mọc lẫn quốc tế. Chúng mình sẽ còn tiếp tục đem tới những video phân tích kỹ hơn về quá trình sản xuất và những thông tin bên lề của phim. Các bạn nhớ chú ý đón xem trong thời gian tới nhé. Đừng quên để lại bình luận về bộ phim cũng như bài review của nhóm. Like, share video và subscribe cho kênh để ủng hộ chúng mình. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annet đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker. Tôi và cậu chỉ có chiến đấu thôi.